quay lại cho nhìn mặt cái anh chàng đẹp trai. Anh chào hết trơn trời. Hôm nay lên khám phá tiệm tiện của anh Nhân. Coi mấy anh Thợ làm gì đây. Đang làm gì anh trai? Khoan hốc rễ anh ơi. Gãy anh làm gian xi mi của cái buji mà gãy. Còn buji nó gãy á. Nó gãy nè. Gãy kẹt chống luôn hả? À? Một lần nhân 303 bữa nay đổi lại tiệm tiện nhân không à. Thị xã Hồng Ngự. Bây giờ lên thành phố Hồng Ngự cái tự nhiên bỏ 303. Lên thành phố rồi, con người ta lên thành phố rồi đổi lại tiệm nhân thôi. Đây, anh Thợ tiệm đây. Covid. Quay anh chủ tiệm luôn rồi. Hay gì vậy? Cháy tàu này dắt sẵn giống cháy cho dớt hợp cho tôi với đâu nữa à? Anh xét cái lồng kia đó chứ đâu. Ồ, ba thầy trò anh ngồi chung chỗ luôn nè. Đó, ba thầy trò chung chỗ luôn kìa. Có lý rồi đó. Có ai ủng hộ thì tệ lại tiệm nhân, một lần nhân 303 mới là nhân không à. Địa chỉ gì cha? Lớn lớn lên coi. Giờ tôi né vậy nè, giờ nói đi. Đây 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 là quảng cáo luôn đi. Rồi nè, đây nè, đây là nhân viên kỹ thuật nè. Giờ tiệm mình nằm đâu anh? Đằng này dây số 1. Mấy? Khớp 4 hả? 104 Nguyễn Huệ. Đó, phải nó lớn lên gì đó. 104 Nguyễn Huệ. Thành phố Hồng Ngự. Ừ. Lúc trước là nhân 303. Bây giờ là chỉ nhân thôi.
anh nói mười mấy năm giờ anh mới đổi được cái bản. Đây là phụ tùng của anh là các loại. Rồi xong. Đây bạn coi là mày làm gì đây? Ông Bình Minh, đó là ông Bình Minh đó. Đây thì cái gì bây giờ nó cắt bỏ. Tàu không quay không chạy thôi, mà đi không chạy. Đúng rồi tàu. Đúng rồi. Mình đâu có dám làm YouTuber chuyên nghiệp đâu cha, quay cho vui được thôi. Quay cho vui thôi. Quảng cáo dùm tiệm cho anh em vậy đó, ai có làm đâu ủng hộ. Mình ra mình quay cái bản hiệu luôn coi, mình cho tao mới tin. Đây là tiệm anh Nhân nha. Kiếm cái địa chỉ, mục tiêu địa chỉ rồi. Đây, có nhà luôn kìa. Đó, chạy tới cổng rồi tới. Một Covid. Đây là máy Boolean nha các bạn nha. Đây là hai cây sổ đây. Đây là cây thị lực ép dên. Giờ đây máy không tiện. Đó, từ sớm giờ mới nghe được câu hỏi mà uống gì không đó, quay muốn chết luôn vậy đó. Quay muốn giới thiệu muốn chết luôn, sớm nhưng mà uống gì không, uống cà phê đi. Quay muốn chết luôn, quay từ sớm quay vô quảng cáo muốn chết mới được ly cà phê uống nè. Giờ mình quay phụ tùng của ảnh đi. Đây là các loại bất tâm nha bạn nha. Chuyên gia công cho xe tay ga xe số nha. Tất cả luôn nha bạn nha. Đây là cây mài cam. Đây là tiện vớt bố. Đây là không tiện. Còn đây là dạng máy phan của anh đây. Còn đây kỹ thuật này anh lui cui làm gì từ sớm cái đầu bò đây nó không biết. Kéo cô Trang xuống cho đập máy coi. Không leo, không leo trên có không? Còn hả? Còn hả? Hả? Hợp vàng nè. Trên. Trên. Covid thì Covid chứ kéo mặt xuống cho tôi coi đẹp trai hết coi. Thôi thôi. Trai nắng quá. Cho lên đẹp trai luôn. Rồi cái lòng mình cũng làm xong rồi đây. Rồi nha, chào tạm biệt các bạn nha. Đó, mình quảng cáo xong tiệm của anh Nhân rồi đó, mai mốt có ai làm ủng hộ nha. Nhân 303 bạn đây.